Quý Linh và Cát Tường xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn Toshiba đã tài trợ chính cho chương trình. Ngày hôm nay chắc chắn rằng quý vị cũng đang chờ đợi một cái điều gì đó thật thú vị và thật ấn tượng trong chương trình. Chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hạ màn xuống. Em muốn cái đối tượng của em là người như thế nào? Không cần đẹp mà cũng không cần xấu, chỉ cần là men là được rồi. Men thì bên đó không có men rồi đó. Và bây giờ mời bạn nữ đầu tiên của chương trình ngày hôm nay bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào em, mời em. Rất là đặc biệt, rất là ấn tượng. Chào em tên gì? Em tên Nguyễn Thị Kim Dung. Năm nay em 26 tuổi. Dung hiện gì đang làm nghề gì? Em là giáo viên tổng phụ trách của một trường tiểu học. Giáo viên tổng phụ trách là sao em? Làm những cái hoạt động đội ở trường tiểu học đó chị. À. Rồi để xem chàng trai ngày hôm nay sẽ là ai đây. Xin mời. Gì vậy? Chào em. Người nông dân nổi dậy hả? Em tên gì? Em tên Thiện. Tên Thiện. Em làm công nhân ở đâu? Em làm quay phim ạ. Hả? Cái gì quay phim hả? Nghi ngờ quá nha. Quay phim sao mang khăn rằn lắm chứ vậy? Đúng rồi, anh mấy nhà quay phim mưa mang khăn. Con đã lớn khôn về. Ủa thiệt á hả? Quay phim ngày nào cũng ngắm nhìn người đẹp hết trơn á. Quay người mẫu, quay hoa hậu, quay diễn viên, toàn là người đẹp không? Làm gì có chuyện tới đây là tìm người yêu? Thường quay những người nào nổi tiếng nào nói chứ coi. Nhiều quá nhớ không nổi anh ơi. Nhiều quá hả? Có quay chị Cát Tường lần nào chưa? Tại Cát Tường không có nằm trong cái người đẹp. Trời ơi. Chết chưa? Được rồi, hãy đợi đấy nha cưng. Hỏi nha. Làm gì để người ta nói chi vậy? Em phải trả thù giùm chị nha em. Em thấy chưa, giờ thấy mạt sát phụ nữ, nhất là một phụ nữ đẹp như chị mà vừa chân bị chê là thấy chưa. Giờ em có thể tự giới thiệu về bản thân mình. Em cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người, nhưng mà thường thì hơi mạnh mẽ một tí xíu. Mạnh mẽ là sao? Em không có được dịu dàng như những cô gái bình thường. Chị thấy là chị biết rồi. Tức là không có dịu dàng, nổi loạn đúng không? Em có thể nổi loạn làm gì đâu, em nói chị nghe thử. Ví dụ như là những cái công việc ở trong nhà, con trai mà có thể làm được thì em cũng có thể làm được. Có đó bình thường đâu, có gì đâu nổi loạn. Nhưng mà em làm giỏi hơn con trai nữa anh. Làm giỏi hơn, em biết quay phim không? Dạ em có thể làm diễn viên cho người ta quay. Đó. Cái vấn đề chính là cái chỗ đó đó. Bạn đó muốn làm diễn viên cho em quay được không? Cũng được. Cũng được. Anh hỏi thiệt em á, anh không tin em. Em đi quay gặp rất nhiều diễn viên người mẫu, người đẹp không? Tại sao em lại ế? Em đâu có ế đâu. Không ế tới đây chị. Tại em chưa có người yêu chứ đâu người lại ế. Mà biết trả lời quá ha. Em làm giáo viên rồi em làm cái công tác đoàn đội vậy nhiều, thì chị nghĩ là em phải gặp gỡ nhiều, thì không thể nào mà em không thể không tìm được cho mình một người yêu. Những cái người mà em tiếp xúc toàn những em học sinh thôi, còn những anh chị phụ trách giống như em thì người ta cũng lớn tuổi, thì người ta cũng có gia đình hết rồi, cho nên là em cũng không có kiếm được. Nhưng mà ngoài cái công việc ở trường, thời gian rảnh em không có tiếp xúc, không đi đâu, không tiếp xúc với ai à? Dạ có cũng có đi chơi với bạn bè chứ chị. Em cũng tự hỏi là mình cũng hiền lành, nghề nghiệp cũng ổn định mà sao em. Chắc có là kén hơi quá khó không? Chịu. Có kén quá không? Dạ em đâu có kén gì đâu chị. Em muốn cái đối tượng của em là người như thế nào? Là cũng không cần đẹp mà cũng không cần xấu, chỉ cần là men là được rồi. Men thì bên đó không có men rồi đó. Rồi cũng tính cách vui vẻ, hòa đồng. Rồi trung thực đó chị. Đừng có gian dối, em không thích. Thường là nghệ thuật là phải có gian dối. Trời ơi, nói gì Tường? Em nói cái gì vậy? Dạ em có thích người đàn ông làm nghệ thuật không? Thì em thấy cái chuyện đó cũng bình thường thôi chị. Bây giờ anh hỏi em là cái mẫu người yêu của em á là mẫu người thế nào? Có bản lĩnh, có lập trường rõ ràng, vui vẻ, vui vẻ. Em có người yêu chưa? Từ đó giờ có chưa? Có rồi anh. Mấy lần rồi? Một lần à. Lâu chưa? 2 năm rồi. Lý do tại sao lại chia tay? Tại cô ấy đi xa rồi. Đi xa là xa tới đâu? Bển. Ở nước ngoài ấy, đúng không? Dạ. Rồi từ đó tới nay em ở vậy luôn, không có quen ai hết. Em ở vậy luôn, đúng rồi. Cái điều em không thích nhất ở người bạn trai mình là gì? Vô trách nhiệm, lụm thụm quá. Lụm thụm là râu tóc bồm xồm hay quần áo hay là cái gì? Dạ, tất cả luôn đó chị. Ví dụ như là con trai thì đầu tóc thì phải để ngắn. Em cũng không thích để râu. Nhưng mà nếu mà bên đây có râu, không có râu đẹp đâu mà để. Thì để cũng được. Ủa râu đẹp là râu sao, mà râu sao là râu không đẹp? Râu giống anh Quỳnh Linh á. Là đẹp hay không đẹp? Đẹp. À,
lâu anh Huyền Linh là đẹp, nay Huyền Linh lên hương quá nha. Quần áo nữa thì gọn gàng, đi đâu á thì mình mặc đồ phù hợp với cái mục đích mà mình đến. Đây bình thường em mặc cái gì hả? Bình thường em mặc vậy đó, cũng quần jean áo thun vậy đó hả? Dạ. Tại sao em lại không thích cái người bạn trai mình lôi thôi? Đi chung với mình thì gọn gàng thì mình thấy thoải mái, mà mình cũng gặp mọi người bạn mình thì mình cũng tự hào chị. Nếu trường hợp bây giờ cái anh bên đó đó, dạ, em kết rồi đó, mà bây giờ lượm thuộm tóc tai thì bê bối, bây giờ em biểu em tuốt lại mà người ta không chịu thì bây giờ là bỏ hay là chấp nhận? Em nghĩ là có góp ý như vậy mà người ta vẫn không thay đổi. Người ta nghệ sĩ. Nghệ sĩ lượm thuộm em ơi, râu đi tùm lum ông này, râu đi lõm chõm, đầu tóc lù xù, quần áo lôi thôi lấp hết. Thì em sẽ xử luôn. Xử sao? Là ví dụ như là râu đi thì em tự cạo cho luôn. Hết chết rồi, tự cạo luôn. Tôi qua tôi coi cái nè. Hello. Chào người đẹp. Họ đẹp cái gì mà đẹp. Buồn rồi, không còn kịp nữa. Đâu có lượm thụm đâu, nãy giờ em nghe diễn tả em tưởng bên đây lượm thụm. Ta hù thôi mà. Đâu có râu đâu mà cạo, nó qua cạo đâu ông á. Được rồi, phiền quá. Xin chào cô giáo. Thấy phối hợp không? Thấy ấn tượng không? Hợp. Màu tím. Gì vậy? Ông bị mù mắt. Ông bị mù mà không Linh. Màu xanh. Anh thích nó màu tím kệ anh. Màu xanh. Ủa, mỗi người có quyền cảm nghĩ của mình về cái màu đó chứ. Ờ thôi màu tím. Quần này màu gì? Màu vàng. Ờ vậy đi. Màu tím và màu vàng. Rất là dễ thương. Bây giờ em nghĩ là tới thời khắc cho đôi trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Để gặp gỡ và trao đổi với nhau. Chân dung anh này. 2 phút bắt đầu. Chào cô giáo. Chào bạn. Từ nãy đến giờ nói chuyện với bạn mà chưa có biết bạn bao nhiêu tuổi. Mình 27 tuổi. Bạn quay phim à? Và bạn có chụp hình không? Cũng biết. Mình rất thích được chụp hình đó. Mình thì không thích đi chụp hình lắm. Tiếp đi, trời ơi còn có 1 phút nữa, lẹ đi. Và mấy chị em? 7 anh chị em, gia đình nhà bạn. Ừ, xem á. Mình là con... 5 anh chị em. Bạn là con thứ mấy trong gia đình? Mình thứ 4. Mình thứ Út. Út không có đâu có quan trọng, để bị hỏi cái tình yêu đi, cái gì vậy? Mình năng động, mình tấn công luôn đi cưng. Chưa thấy ông quay phim nào, ông chậm như ông này chứ. Phạm Dương ngồi trước người đẹp rung, mắc cỡ thì sao? Nhanh lên nha. Hả? Rung lắm. Tôi thấy nãy chặt chém tôi lắm mà, đâu có rung gì đâu. Chủ động đi, lấy nét. Bạn quan điểm như thế nào về tình yêu? Cần có sự chung thủy. Nếu mà đi đến được kết quả cuối cùng thì mới bắt đầu yêu, còn không thì thôi. Mình cũng giống như bạn vậy đó, cũng cần sự chung thủy và rõ ràng. Không có giống mình, không có quan điểm của mình chứ. Cái quan điểm đúng nó giống nhau vậy. Ta hỏi đúng gia đình thì cũng la đời xem, giờ ta hỏi tình yêu nó cũng giống. Không có sáng tạo, khung hình này không có sáng tạo. Nhanh lên, còn có 30 giây. Nhìn thẳng vô mắt nhau nói chuyện à. Đứa nhìn cái tường, đứa nhìn anh. Hết giờ. Bây giờ đặt tay ra sau thành ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý có nghĩa chúng ta không nhấn nút. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Từ từ. 2. Khoan. Chưa có 3. Và 3. Tôi thấy bạn nữ quay mặt lại rất là hạnh phúc rồi. Bạn cảm nhận thế nào với cô giáo bên kia mà bạn nhấn nút? Sau khi nói chuyện nãy giờ thì bản thân em thấy cũng muốn... Muốn gì? Muốn được làm quen với bạn này. Bây giờ bạn nữ cảm nhận thế nào về bạn nam đứng kế bên cạnh? Bạn ấy là người có thể mình tìm hiểu để có thể tiến tới. Có thể tiến tới? Dạ. Sao vậy? Cái điểm gì ở bên đó mà em thích vậy? Chị là chị không thích rồi đó. Không, nói chơi vui thôi bạn. Thì anh nghĩ rằng là rất là một con người hết sức là trong sáng. Một con người phải nói là đáng để làm quen.